Thêm một địa chỉ vui chơi giải trí cho người dân thành phố Hồ Chí Minh và du khách được đưa vào khai thác dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, đó là khu vui chơi Bạc Nhún Trump Arena Him Lam tại quận 7. Trung tâm có diện tích trên 2.000 m2, bao gồm hàng loạt hoạt động thú vị thích hợp cho trẻ em và những người yêu thích các môn thể thao trong nhà như vận động trên bạc nhún, leo núi. Đây là trung tâm vui chơi bằng bạc nhún lớn nhất cả nước hiện nay. Các môn thể thao trên bạc nhún dự kiến sẽ có mặt tại Thế vận hội Tokyo. Và thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thành lập đội tuyển thi đấu các môn thể thao trên bạc nhún. Ngoài phục vụ thi đấu quốc tế, với 60% dân số dưới 40 tuổi, việc đầu tư những trung tâm thể thao vận động trong nhà tại các khu đô thị lớn là một trong những kế hoạch quan trọng để cải thiện sức khỏe dân số. Trump Arena hiện có 4 trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Cần Thơ.